Em tôi trộn thính này nhưng mà tôi không được đi câu. Cái thằng cu em nó lại bảo trộn. Đùa, cái thằng này máu đi câu quá. Thôi thì tôi cứ tiếc cái tôi thính của tôi thôi, nó thì nó có thời gian. Ủa mãi mới được. Bây giờ ông cứ ngày nào ông cũng anh ơi trộn mẹ mồ này chết. Đấy, một mình nó sơi, coi tôi mới câu được hai ổ, một mình nó ăn gần hết rồi. Nốt ổ này, ổ sau tôi bảo nó đi mua câu. Trước kêu nó đi mua câu thì nó được ba con dọn bè thì mình về mình lại ngại ngại. Hôm sau lại trộn cho nó. Đấy, cứ lấy thính xong rồi phủ tô bóng lên đậy kín vào nó ok. Để thoải mái luôn. Không bao giờ hỏng. Bài này quá quen thuộc với anh em. Không cần phải giới thiệu nhiều. Cái mẹ hôm trước nó đi mua cái loãng tinh tạch kia kìa. Rồi cho nó rụng lốt. Lại vứt đi.
hôm trước thằng cu em nó có đi nó mua đây này, thính chảo này, người ta đóng cả túi người ta bán luôn này, túi này 1 cân 30.000, nhưng mà cái thính này nó không ngon mà cái thính tôi đặt. Xong đơn giản ngoay ngoay lúc xong này, câu có được cái hay không là phụ thuộc vào nó chịu rồi làm cái này thôi. Chiều tới xem lại một vắng khách tôi xuống tôi chơi một tí, tối lại xuống tí đấy, còn phải xem lại chưa nói trước được. Rồi ok, 7 phút, nó cũng nhìn giờ như này mà loanh quanh tại sao mất video. Ở đây anh em này, qua đang cú cháu nó nấu cơm này, nhìn như cháo này đấy. Giờ tôi đổ luôn này và tôi nấu cháo, tôi cho vào cái lọ mẻ của tôi, lọ mẻ của tôi nó còn ít này, tôi nấu cháo đặc tôi cho luôn vào đây cho nó nhanh đi câu đấy, cho nó xong. Cho vào đây ninh thế là 1-2 tiếng là được xong cháo. Đầy mẻ đi câu. Này thì không cần nước sạch. Cứ giã nhiều nước vào đun lên thế là xong. Thành cháo.
Nấu cháo thì quá đơn giản rồi, nấu cơm mới khó, nấu cháo thì đơn giản. Chiều nó hắt toét ra thế nào đổ vào làm mẻ xong. Thế là sau ít nữa lại có cái hũ mẻ to tướng. Đấy. Nó nhão nhão rồi nhưng mà nó vẫn có cháy này. Thế cho nó quẹt ra tí đun lúc sau nó lở ra thế nào. Được xong cháo. Lại làm mẻ thế thôi. Như này mà đun thành cháo lên là đặc cho phết đấy. Nó không loãng như này đâu. Gạo nó nở ra mà. Đấy, chiều có xong cháo đặc. Đổ vào làm mẻ. Đấy. Mỗi đun nữa thôi. Xong. Cho vào cái hũ này. Ok. Rồi còn giờ rồi, xong việc rồi còn thằng em xem nó có may mắn nữa không thôi. Ok.